Bình Thuận yêu thương vẫn đợi chờ, bạn bè mọi chốn nối vần thơ. Biển xanh cát trắng lòng sao xuyến, cảnh đẹp sinh tình đến ngẩn ngơ. Nhờ cảnh quan đặc thù và khí hậu khá khắc nghiệt, Bình Thuận là một vùng khô hạn nhưng lại sở hữu những đặc điểm địa hóa cảnh quan vô cùng độc đáo và hấp dẫn. Khi đến với Bình Thuận, bạn sẽ ngẩn ngơ trước những con đường duyên hải lãng mạn đầy nắng và gió, những bãi biển rì rào bên dải cát vàng cùng vô vàn những đồi cát lớn. Những chuyến hành trình đến với Bình Thuận luôn chứa đựng những điều đặc sắc về một vùng đất mang vẻ đẹp thơ mộng của biển xanh, của những điểm đến thư giãn và giải trí đầy ấn tượng, những làng chài lâu đời yên bình cùng những kiến trúc mang đậm dấu ấn lịch sử còn được lưu giữ qua thời gian của nền văn hóa Chăm. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng Phương Nam Du Ký khám phá những điều mộc mạc bình dị của vùng đất Phan Thiết. Phan Thiết nổi tiếng với những bãi biển đẹp, những resort thơ mộng. Nhưng nếu chỉ đến Phan Thiết để ngắm cảnh và nghỉ dưỡng thì bạn sẽ cảm thấy không còn gì để khám phá. Hãy làm ơn chuyến đi của mình bằng cách ghé thăm những làng chài và những làng nghề nước mắm nổi tiếng. Bạn sẽ thấy những chuyến đi của mình thêm phần phong phú và ý nghĩa. Ở đây chú biết mấy làng chài ở Phan Thiết không ạ? Mấy làng chài. Dạ. Mấy này. Đi thật đó, đi rất là bờ kè đấy. Đó, ổn quá, ta đi ra bờ kè cũng được. Bây giờ là đi ra đường bờ kè. Đi ra đây. Đó, đi ra đây, tới ngã tư quẹo. Dạ, quẹo. Tôi đi thẳng xuống luôn. Dạ. Đó, đi thẳng xuống là gặp luôn. Làng chài Phan Thiết rồi đó. Phan Thiết có rất nhiều làng chài, nhưng nổi tiếng với sự nhộn nhịp và sôi động của các ngư dân và vẻ đẹp đến mê hồn thì phải nói tới làng chài Mũi Né. Làng chài vào buổi sáng như một cái chợ tấp nập, bà con ở đây mua bán những thành quả mà mình vất vả cả đêm đánh bắt. Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, mọi thứ dường như nhường chỗ cho sự yên bình và thơ mộng, tạo nên một vẻ đẹp khó cưỡng cho những du khách tới đây ngắm cảnh. Đến với làng chài Mũi Né, tôi cảm nhận được không những cuộc sống mà cả con người nơi đây cũng rất bình dị, không ồn ào náo nhiệt như những nơi đô thị phồn hoa, khi tấp nập buôn bán đông đúc, khi lại yên ắng đến lạ thường. Và chỉ có những con sóng ngoan ngoãn bên những con thuyền lấp lánh ánh đèn báo hiệu trong đêm. Cơ sở sản xuất nước mắm gia truyền cách thành phố Phan Thiết khoảng vài km hướng về Mũi Né. Tôi đang có mặt tại phường Phú Hải, nơi đây là một trong những nơi có nhiều cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống nhiều nhất Phan Thiết. Anh ơi, em đang tìm hiểu về các làng nghề nước mắm của Phan Thiết. Anh có thể chia sẻ cho em một chút về cơ sở nước mắm của mình được không ạ? Nước mắm Phan Thiết thì nước mắm này thì có truyền thống từ hồi xưa tới giờ rồi. Dạ. Ừ. Vậy cái làng nghề của mình là tồn tại được lâu chưa anh? Được bao nhiêu năm rồi? Từ đời trước tới đời này. À dạ vâng, có nghĩa là đã là khá lâu rồi. Khá lâu rồi, anh từ đời này qua đời kia lưỡng. Dạ. Mấy cả hai đời, ba đời lưỡng. Dạ. Khu dạ. Này là cái khu tập trung sản xuất nước mắm của Phan Thiết. Anh có thể cho em xem qua về cái cách làm nước mắm của mình đúng không ạ? Ừ. Nãy em đi qua thì em thấy có một số cơ sở là làm nước mắm về lu. Còn nhà mình thì em thấy là làm về các thùng gỗ. Vậy cái lu và thùng gỗ là khác nhau thế nào ạ? Nói chung cái lu thì cũng là cái truyền thống từ hồi xưa, ông bà mình chỉ muốn nhỏ nhỏ trong những cái máy nhỏ như vậy á, là để ít thôi. Dạ. Sau này mà phát triển lên người ta làm nhiều, người ta mới làm bằng cái thùng này.
Dạ. Chứ cái lu này thì làm không được bao nhiêu nước mắm hết á. Dạ. Ta làm những cái thùng gỗ này cái số lượng nó nhiều hơn. Dạ. Ừ, vậy cái chất lượng giữa cái lu này và cái thùng gỗ này thì không có khác nhau gì hết, nó không cũng như vậy thôi, nó cũng nước mắm thôi. Còn về thời gian? Thời gian thì cái lu nó mau hơn. À. Ví dụ như cái lu này người ta để được ngoài nắng. Dạ. Cá nó mau chín hơn. Dạ. Rồi mau lấy hơn, còn cái thùng gỗ này mình nằm chỉ ở trong mát thôi. À. Thì nó lâu hơn. Dạ vâng. Cái thằng này 6 tháng thì cái thằng này phải 1 năm nó mới xong. Phải 9 yeah. tháng mới xong. Phải gấp đôi. Phải gấp đôi, và 3 thời gian nữa. Cái lu này nó rất nhỏ. Đúng rồi. Còn cái thùng gỗ này thì nó lại rất to. Nó không hư gì là muối tới 5 tấn cá. Một cái lu này chỉ có chừng 100-200 kg cá thôi. À, dạ. Và cái loại cá mà khi mà mình dùng để chế biến thì mình có phải phân loại nó ra không anh? Thông thường là... Nếu mà có cá nục thì mình muốn cá nục, có cá cơm thì muốn cá cơm. Còn mà nếu nó lộn vô thì mình vẫn muối luôn. À, là về tất cả các loại cá. Ừ, các loại cá là muối mắm được hết. Dạ, yeah, và trong vòng bao lâu ạ? 9 tháng, 1 năm thì tốt nhất. Dạ. Yeah. Nếu mà để trong thùng gỗ thì mình muối theo cái gia truyền á, yeah. cổ truyền á, nước mắm yeah. cổ truyền mình á. Để đúng 1 năm là nước mắm rất đẹp. Cái quy trình mình muối cá vô á, trước hết mình phải đảo. À. Đảo trộn cho nước nó đều hết. Yeah. Mình đảo một thời gian chứ, đảo một thời gian cho nước đâu nó đều hết, xong rồi mình đóng lại, mình ủ lại. Yeah. Ủ lại cho nó chín con cá rồi mình mới làm cũng được. Mình làm tới đâu thì mình mở ra tới đó thôi. Yeah. Nó chảy ra cho nó đầy. Yeah. Mình bắt máy mình bơm lên. Dạ vâng. Bây giờ tại làng nghề của mình là còn nhiều nơi, còn nhiều nhà mà xài bằng cái thùng này không ạ? Bây giờ người ta làm theo cái kiểu công nghiệp hóa đó, người ta bây giờ cái này yeah. nó có 5 tấn cá rồi. Yeah. Bây giờ người ta dùng cái hồ bằng xi măng đó, như cái hồ kia có là ta muối lần mấy chục tấn cá thì nó nhiều hơn, nên người yeah. ta bây giờ mai một người ta bỏ cái này hết rồi, ít ai giữ lại cái này đó. Yeah. Giờ chỉ còn một vài ba hộ là bao nhiêu cá nhân đó người ta để lại thôi đó, nên là phòng luyện bây giờ ta cứ mai một muối ít quá. Yeah. Ba cái này giờ nó lại không có, không còn nữa. À. Rừng đồ bây giờ nó hết kia. Mỗi cái thùng nữa. Này thì mình làm được trong vòng bao nhiêu lâu? Tồn tại được trong vòng bao nhiêu lâu? Cái này cả một đời người rồi. À. Được tận mắt chứng kiến những thùng mắm cổ truyền, nó có tuổi thọ cả một đời người. Được nghe cách họ chế biến nước mắm, tôi thấy cảm giác mình thật là thú vị và tuyệt vời. Nước mắm và nghề nước mắm đã gắn bó lâu đời với người dân Phan Thiết, và cho tới tận bây giờ, nó vẫn là một nghề lâu đời nhất tại đây. Cuộc hành trình để lại cho tôi một cảm giác thật khó tả. Tuy mệt nhoài với cái nắng nóng, nhưng nó chỉ là một phần quá nhỏ bé so với những gì đẹp đẽ mà tôi có được hôm nay. Phan Thiết, một nơi thú vị đến lạ thường.